Ở cái video này tôi xin phép mượn lại cái kênh video của bạn Đỗ Bảo Nam Blog ở trên YouTube để cho khách hàng và các bạn cảm nhận được cái độ nét của từng phông chữ cũng như là cái nền nó khá là trắng chứ nó không bị ngả vàng như những cái công nghệ 3 LCD khác. Đây cũng là cái menu của máy để các bạn đối chứng rằng là tôi đang demo trên cái máy chiếu LS500 VWHE của ViewSonic nha các bạn. Các bạn sẽ thấy được từng những cái phông chữ, các cái phông chữ ở đây nó khá nhỏ nhưng mà các bạn đứng xa ở khoảng cách 10 mét chúng ta vẫn cảm nhận được nó rất là nét, nó không có bị nhòe, không bị